có đứng cạnh bất cứ giọng hát nào, em có bè cho bất cứ giọng hát của ai và bè chất liệu âm nhạc nào thì cái bè của em nó đều ăn xăm, ăn nhập rất là mướt mát vào cái giọng hát của người đó. Bởi vì đối với anh bài hát này quá khó. Thứ nhất là quá nhiều chữ, tại vì anh nghe không kịp. Luyến lấy nhiều quá. Đúng rồi, nó hợp với phòng thu hơn và nó hợp để nghe. Còn để mà trình diễn live như thế này thì rất khó để mà có thể từng chữ đều rõ được. Yến ơi, thấy làm sao, thấy làm sao? Thấy cưng luôn á. Cưng bởi vì sao nhất là Minh Nhật là trời ơi, cái đôi dép gì mà cưng vậy? Và không biết là ngày hôm nay ba bạn trong nhóm Ba Boy sẽ mang lại cho chúng ta tiết mục gì mà ngay từ cái phần mà ra mắt thôi đã cảm thấy tò mò và hấp dẫn rồi. Dạ, đến với phòng thi lần này là chủ đề thanh âm rực rỡ thì tụi em đã có chuẩn bị một món quà rất là bất ngờ và dễ thương gửi đến mọi người cũng như là quý vị và giám khảo. Một sáng tác của nhạc sĩ Vicky Nhung. Ca khúc được mang tên Việt Nam Những Chuyến Đi ạ. Nào, chúng ta trải nghiệm du lịch với Ba Boy. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta thì có lẽ ai cũng đều gặp những khó khăn và gặp những trở ngại trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải bứt phá chính bản thân mình và tìm được đâu là điều phù hợp và cần thiết cho cuộc sống. Với chủ đề của tập này là thanh âm rực rỡ, tụi em muốn thể hiện những đam mê và khát vọng của tuổi trẻ, lan tỏa những điều tích cực và niềm hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Tụi em đã chọn bài hát là Việt Nam Những Chuyến Đi để đem lại sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với các bạn và đem vẻ đẹp của Việt Nam đến gần gũi hơn tất cả mọi người. Quá trình luyện tập của tụi em diễn ra khá là suôn sẻ và cũng như là có nhiều tiến bộ hơn so với những tập trước. Và đặc biệt trong vòng thi lần này thì tụi em cũng có sự giúp đỡ của nhiều đạo cụ khá là thú vị. Và mọi người hãy đón chờ phần thi của tụi em nhé. Kìa trong gió đang xa xa trông theo thuyền anh đời kia trông gió đang xa xa Việt Nam tới kia trông theo thuyền anh đời Việt Nam. Phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV. Người đi qua nhau chẳng một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn xa qua nô lên và đi tôi nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá không giam giam cầm. Trong những ưu tư mỗi ngày đón lên thế giới tôi là nhìn thì trong thất đang xa xa và tốt nay đã dắt cho ra đồng thì trong thất thì lấy đây tôm cá tươi và người dân cười vui thì cô em mình chung du trên núi cao đôi má hay hồng đào thì dòng sông rừng hoang vu mang nghe riêng đông nơi đau xanh vàng ôi Việt Nam. Xa ba tình ai lang. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lang ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mai ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn say qua lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe cất hết bao nỗi buồn phá không giam giam cầm ta trong những yêu tư. Xa xa ta mơ
Ba chàng trai chúng tôi đã có những cái signature, những cái ký hiệu riêng ở phần cuối. Ủa này là cái gì vậy mấy đứa? Chữ dạ, hả? Cái này là I love you. I love you. Love. I love you. Hoặc là cái này là chữ V, I love Việt Nam ạ. Dễ thương, yeah. Nào, xin mời ý kiến đánh giá đến từ bà giám khảo Sarah Lu. Thấy Việt Nam những chữ đi lần này như thế nào? Sarah thích tất cả những tiết mục của tất cả các bạn. Các bạn đã đưa cho tất cả khán giả này giám khảo đi khắp Việt Nam từ Bắc đến Nam. Và cái trang phục màu sắc này, hát bè phối làm thấy wow, Việt Nam thật là vui tươi và hồn nhiên. Cảm ơn lời nhận xét đến từ Sarah Lu. Xin mời Hà Lát Cương. Bởi vì đối với anh bài hát này quá khó. Thứ nhất là quá nhiều chữ, tại vì anh nghe không kịp. Luyến lấy nhiều quá. Đúng rồi, nó hợp với phòng thu hơn và nó hợp để nghe. Còn để mà trình diễn live như thế này thì rất khó để mà có thể từng chữ đều rõ được. Chưa kể các bạn còn phải kết hợp vũ đạo, phải đi vòng vòng với những chiếc vali, rồi phải tưởng tượng là mình đang ở những vùng đất nữa. Cho nên là cái này có thể châm trước được. Ca khúc này dù vậy vẫn là ca khúc hợp với các bạn. Quên đi những cái chân ghế, những cái chân mic, thì đây là hình ảnh mà ba bo anh muốn thấy nhất từ đầu đến giờ. Và tuần này thì anh hơi nghiêng về Việt Đức. Anh thấy em xử lý ca khúc này rất là tốt. Dạ, yeah, cảm ơn. Lời nhận xét đến từ Hà Đất Trương. Xin mời giám khảo Hải Yến. Lúc đầu tiên thì chị chưa hiểu là cái bộ quần áo của Đại Dương hơi lạc ra chút xíu. Nhưng mà khi em cất cái nội dung của bài hát lên thì chị thấy rằng là một người sống ở thành thị đây, một người sống ở thành phố đây, laptop đây, máy tính đây, tivi, xe cộ đầy đường đúng không? Công nghệ thông tin. Thì chị mới hiểu rằng là cái bộ trang phục này nó hoàn toàn phù hợp với cả cái ý tưởng mà em muốn đưa vào bài hát. Thứ nhất là như thế, cái thứ hai là chính là cái phần hát của Đại Dương á, ở những cái nốt trầm á thì nó không được nét và cả không được rõ. Thì chị có một cái kinh nghiệm là khi các em hát cái nốt trầm mà cái quãng của nó trầm hơn, mà cái màu giọng của mình không đúng cái tông đó, thì có một cái cách mình có thể xử lý đó và tập nó bằng cách rằng mình nói. Ví dụ như là ngày hôm nay đi đâu đấy, em bắt đầu tập nói trước, rồi bắt đầu mới cất cái đó đó vào cái hát. Thì khi em xử lý những cái nốt trầm nó sẽ rất là nét, nó sẽ không bị mờ đều như vậy. Đấy là một cái tip, một cái mẹo mà chị hay dạy các bạn học sinh của chị, hoặc em có thể về tham khảo thêm. Nhưng mà tuy nhiên chị rất là thích cái sự dễ thương của em trong ngày hôm nay. Và có một cái người rất là đặc biệt, Minh Nhật là người sở hữu một cái giọng hát rất đẹp. Giọng hát của em rất đẹp. Nhưng chị khen em hơn là một điều, đó chính là gì? Dù em có đứng cạnh bất cứ giọng hát nào, em có bè cho bất cứ giọng hát của ai và bè chất liệu âm nhạc nào, thì cái bè của em nó đều ăn xăm, ăn nhập rất là mướt mát vào cái giọng hát của người đó. Và cái đó nó thể hiện là gì? Thể hiện cái sự tinh tế trong giọng hát của em. Cái đó không chỉ là kỹ năng về âm nhạc, không chỉ là một cái tai tốt, không chỉ là cái việc mà em cảm âm tốt, mà ở đây gì là cái sự tinh tế. Nên chị đánh giá rất cao cái điều đó. Và hôm nay em chiếm trọn trái tim của chị, kể cả với tạo hình rất dễ thương này cộng với cả giọng hát đó. Hôm nay Minh Nhật lấy đủ 100 điểm của Hải Yến. Dạ, em xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Còn Việt Đức
đúng như là bài hát này, như anh Hamlet Trương nói là rất phù hợp với giọng của em, rất phù hợp. Một cái gì đó nó rất là dàn trải, rất là thanh thang. Nhìn thấy em, người ta nhìn thấy một cái gì đó là Việt Nam ở trong em. Và chị chúc mừng bọn em vì đã chọn được một cái ca khúc rất là dễ thương, phù hợp với ba bạn. Chúc mừng. Yeah, xin cảm ơn những lời khen đến từ giám khảo Hải Yến. Chị em cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn chị Yến. Dạ, em cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Cảm ơn các mọi người ạ. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Vali ba lô túi sách cao cấp Sacos đã giúp cho nhóm Ba Boy tỏa sáng hơn nữa với ba chiếc vali rất là xinh đẹp này. Yeah. Mà ngay từ đầu chương trình thì các bạn có chia sẻ là có phần quà đặc biệt dành cho giám khảo mà nãy giờ chưa thấy đâu. Ba cái đó luôn đúng không em? Trời ơi, đúng vị trí luôn. Tặng luôn cái còn chờ gì nữa. Tặng luôn, đem cũng tặng luôn. Vali ba lô túi sách cao cấp Sacos xin dành tặng cho ba giám khảo mỗi người một cái. Tặng luôn. Cảm ơn chương trình, cảm ơn nhà tài trợ Sacos.